Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube stream và hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhựt Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cục đẩy. Và cục đẩy này thì sẽ phải nói là có một cái khả năng mà khuếch đại âm thanh cực kỳ là tốt so với một cái mức giá cực kỳ là rẻ của em nó. Và cục đẩy này thì sẽ đến từ thương hiệu của Joysound. Và con này là hàng nội địa Nhật thuần chủng nha anh em. Đây anh em thấy là cái phông chữ tiếng Nhật của sản phẩm anh em, in bằng hoàn toàn bằng tiếng Nhật của anh em. Và con này thì sẽ có tên model là AB70. Đây anh em nhìn xem qua bề hình thức cũng như là bề thiết kế của sản phẩm còn rất là mới, rất là đẹp anh em à. Và con này sẽ được trang bị đèn led trên những nút volume và những cái nút mà đường chia của volume nha anh em, rất là đẹp anh em à. Đây logo của Joysound được khắc 3D và màu vàng đồng sáng bóng, nhìn rất là đẹp anh em à. Và con này thì Nhật sẽ để lại cho anh em với một mức giá cực kỳ là tốt anh em, chỉ với 2.600.000 đồng. Và anh em muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc là qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và hiện tại thì Nhật đang ghép sản phẩm này với cặp loa của JBL M Pro 4 tấc và có chết còi. Và Nhật xin phép được test luôn âm thanh cho anh em cùng thưởng thức. Đây ở mức này nó đánh cực kỳ mạnh đó anh em à. Đây Nhật sẽ bắt đầu tăng lên. Bạn hòa nước vòng trăng vòng cả bước này thôi, đánh rất là sâu anh em. Trên đôi chiếc thì còn nhiều thấm và rồi mà anh em cùng xem qua về nội thất ở bên trong với cục đẩy Joysound AB70. Đây là nội thất ở bên trong sản phẩm, đây nhìn cũng mang được rất cao anh em, rất là đẹp luôn em à, rất là đẹp dung linh mới. Đây sản phẩm này sẽ trang bị chúng ta một tăng phô rất là lớn anh em và rất là nhiều tụ tập nguồn ở hai bên, rất là nhiều anh em à. Nói về hình thức cái này phải nói là còn quá mới, quá đẹp anh em. Đây cái bản mạch của sản phẩm là phải nói là quá đẹp anh em à. Cái bản mạch của sản phẩm bên em. Đây cái này được sản xuất là bởi Marang nha anh em. Joysound là một trong những thương hiệu mà con của thương hiệu Marang. Đây cái bản mạch chính hãng của Marang sản xuất. Đây từng con ốc, từng linh kiện đẹp hoàn hảo không tì vết, màu xanh rè xanh lét luôn em à. Cho anh em thấy những con ốc màu đồng của nó anh em, mới ơi mới luôn em. Đây con này để trang bị ra tổng cộng là 4 xào thang anh em. Đây mỗi cái 3 chân là 1 con, cũng còn là 4 con, cộng với mấy con đệm anh em à. Mấy con đệm mình nó sẽ để ngay bên đây anh em. Đây mấy con đệm nhỏ đây nữa. Đây 1, 2. Đó, mấy con đệm nhỏ nè, nói chung là rất là đầy đủ, rất là nhiều. Đây bản mạch của sản phẩm đó anh em, màu xanh này phải nói là màu xanh không tì vết luôn em à, quá đẹp. Đây toàn bộ nội thất của sản phẩm. Rồi bây giờ mời anh em cùng xem qua bề nội thất ở phía sau của sản phẩm. Đây sản phẩm này sẽ trang bị chúng ta rất là đầy đủ cái cặp loa anh em. Con này anh em chơi thoải mái với cùng một lúc là 4 loa anh em à. Đây nó 8 cặp loa và anh em có thể mà ghép được cùng lúc là 4 loa 4 tấc thì vẫn rất ok và dư dả nha anh em. là các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào sản phẩm. Anh em đã cắm trực tiếp dây AV và luôn vào, không cần mà qua các 6 ly như là những cục tẩy khác anh em ạ. Bên đây sẽ là tem và số series của sản phẩm. Đây số series của sản phẩm và tem của sản phẩm. Con này thì sẽ đến từ Joysound. Joysound là một thương hiệu con của Marang anh em. Marang thì chắc chắn anh em sẽ nghe quen thuộc hơn so với Joysound. Con này sẽ xài điện 100V và công suất là 70W. Hàng đúng tiêu chuẩn là made in Japan. Còn đây là hai cổng là cấp điện 100V. Đây thiết kế con này rất là đẹp anh em à. Và anh em thấy là con này nó đánh lực đến cỡ nào qua bài test trước đó của Nhật. Con này xài bản mạch Class D, là một bản mạch mới cho phép khả năng bờ khuếch đại âm thanh. Nó là phải nói là cực kỳ mạch và khó có thể cục đẩy nào mà sánh lại sản phẩm này, trong tầm giá chỉ với 2.600.000 đồng. Và Nhật xin phép được giới thiệu sơ qua về cái nút chức năng ở mặt trước sản phẩm. Đây là nút volume và bên đây là nút ba lăng anh em. Hiếm có cục đẩy nào mà có được trang bị những thêm một cái nút ba lăng anh em à. Đây, ba lăng trái phải của sản phẩm. Đây Nhật sẽ test lưu chất âm. Đánh quá là mạnh luôn anh em. Có người con gái trong về lại áo ấm ra xa trường, ước mơ không nhiều, mong niềm vui vẻ đến phương trời xa. Thay đi trong gió lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng sẽ bóng chia đôi áo đang chưa rơi, lỡ mưa đang về giá lạnh người đi. Mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió khẽ rung vai đây, những ai âm thầm gom đầy nỗi nhớ viết nên thành thơ. Trong tâm tư ái dệt bằng những dòng lệ yêu dấu, tặng người yêu lạnh giá đêm thâu đã thương nhau rồi. Mấy ai cũng người đã mang tận đó. Mùa đông ai đang lá người đi, mùa đông ai đang lấy tình mặn, như chim chiều về có đôi để cho mưa gió buồn lạnh lên, để em trong bao ngày xa quê cũ anh đẹp vào chiếc áo mùa đông cây lá ôm thầm chờ mùa. Đã rơi mấy mùa là mấy đông em chờ, nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra áo tuy không đầy nhưng lòng thêm ấm những khi hành. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về xây hạnh phúc ơi áo đan không rơi, nhớ cho em cười muôn vàng niềm thương. Bởi vì được trang bị bản mặt cải tiến mới là Class D thì con này đánh thì phải nói cực kỳ lực con em mà. Con này phải nói là có một cái chất âm, một cái sức mạnh khi mà hát thì phải nói là ngang ngửa đối với những dòng ví dụ như là Ramsa 1200B huyền thoại mà Nhật đã bán cực kỳ là nhiều trước đến nay anh em. Và con này phải nói là khả năng mà chơi cặp loa mà Nhật vừa mới chơi là loa JBL 4 tấc đánh cực kỳ là mạnh, không có điểm gì để chơi. Và con này phải nói là tốt nhất trong phân khúc giá mà 2 triệu đồng anh em à. Rồi anh em thấy sao về cục đẩy Joysound AB70? Anh em có muốn Nhật test sản phẩm này đối với những cái banker hoặc những cái pro âm ly hay không thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp bạn em trong những video lần tới. Anh em có thể vào trang facebook.com/Nhật Audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.